Uniqlovin.com Landmark 81, tọa độ sống ảo hot hit hè 2020. Ngày 5 tháng 6 vừa qua, cửa hàng Uniqlo thứ 3 tại thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức khai trương tại Vincom Center Landmark 81, công trình chọc trời biểu tượng của thành phố. Vậy là các fan của thương hiệu thời trang bình dân đến từ Nhật Bản không chỉ có thêm một địa chỉ mua sắm thuận tiện mà còn được bonus, một tọa độ check-in sống ảo cực kỳ sang xịn mịn. Tương đồng với những người anh em khai trương trước đó, Uniqlovin.com Landmark 81 cũng có góc kiến trúc tre cực nghệ của kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa, vốn là dấu ấn độc quyền của chuỗi cửa hàng Uniqlo tại Việt Nam mà người ta không thể tìm thấy ở bất cứ quốc gia nào khác trên thế giới. Vẫn ứng dụng khớp nối chốt tre truyền thống, các thân tre được liên kết bằng chốt uyển chuyển, nhẹ nhàng và chuyển tiếp đầy nhịp điệu thành hình lượn sóng. Kết hợp với hệ thống ánh sáng được bố trí đầy tinh tế, kiến trúc tre mặt tiền này được nhiều bạn trẻ công nhận là góc chụp ảnh sống ảo hoàn hảo mỗi khi đặt chân đến Uniqlovin.com Landmark 81. Đảm bảo rằng, bạn khó có thể tìm được góc chụp ảnh nào vừa mang âm hưởng hiện đại lại vừa đậm nét kiến trúc Á Đông, hút mắt và nghệ thuật đến vậy. Vũ điệu uốn lượn của tre sẽ trở thành phông nền hoàn hảo cho bức hình check-in của bạn. Bên cạnh kiến trúc tre đầy nghệ thuật đó, khách hàng tới tham quan mua sắm dĩ nhiên không thể bỏ qua góc chụp toàn cảnh xịn sò cùng tòa nhà cao nhất Việt Nam, Landmark 81. Theo kinh nghiệm của những chuyên gia sống ảo, bạn hãy điều chỉnh góc chụp từ dưới hướng lên trên để tóm được trọn vẹn tòa tháp vào trong khung hình, đảm bảo bức ảnh thành phẩm sẽ cực kỳ ấn tượng. Tay xách túi shopping đỏ trắng đặc trưng của Uniqlo, phông nền sau lưng là tòa tháp cao nhất Việt Nam, bạn đã có ngay bức hình sang chảnh, ấn tượng chẳng hề thua kém khi đặt chân địa điểm du lịch hot hit nào. Góc chụp xịn sò với phông nền là tòa tháp Landmark 81 cao nhất Việt Nam. Chưa dừng lại ở đó, không gian bên trong cửa hàng Uniqlo Vincom Landmark 81 cũng là thiên đường sống ảo với hệ thống màn hình hiển thị, đèn chiếu thay đổi màu sắc luôn đêm, đến không khí sinh động xuyên suốt diện tích bán hàng 2.000m². Dù bạn đứng ở bất cứ khu vực nào trong cửa hàng, chỉ cần giơ điện thoại lên là có ngay một bức hình chuẩn khỏi trình rồi. Trong trường hợp bạn đang tìm kiếm một góc chụp ảnh độc lạ thì ten đã có khu vực thang máy, với các light màu đỏ siêu bắt mắt bên trong Uniqlo Vincom Landmark 81. Diện bất cứ outfit tinh giản nào đến từ Uniqlo, và đứng trước khu vực thang máy cực quân này, bạn sẽ thu hoạch được cả album ảnh OOTD chất chơi chỉ trong vài phút. Ở lần khai trương này, Uniqlo Vincom Landmark 81 mang đến rất nhiều dòng sản phẩm hấp dẫn, trong đó phải kể đến bộ sưu tập mới toanh Uniqlo X Hanatajima Xuân, trên hè 2020 với chủ đề biến đổi cùng cơ thể. Những thiết kế hiện đại, bắt mắt thấm nhuần tinh thần lifestyle của bộ sưu tập này chắc chắn sẽ giúp phái nữ tỏa sáng. Nhấn nút subscribe để luôn nhận được những tin mới nhất.